cần lưu nâng ảnh thập rời dõi nây ca thơ phai nạ ca thạ vi ca cửa xa. Hãy đọc vầy bàn chì kết thà phai nạ ca thạ vi ca cửa xa chì rương đài lỗ. Phai nạ ca thạ vi ca cửa xa miên xa rạ xâm khăn khăn nạc nông ca cực cơn thạ vi ca rồi bó lục nẹ. Đói xa tại phai nạ ca thạ vi ca bàn chùi lục nẹ nông ca. Tí mùi, châm náy bàn trầm trớ tư lư rồi bó đánh châm bạch. Đài tiền nút dương hào tha chứa đâm rời cả. Đài chăm bách màn ai khóa bàn rồi bó lục nè. Tí bì, sân xóm thạ vi ca mùi châm nôn xâm rạp rồi bó vầy mùi đài lục nè cho chật rư sở lành. Tài lục nè, ai rùa đài khám miên việc bàn đài rồi bó tiền nút hào tha chứa bông nôn prathna trong bàn rồi bó lục nè. Tí bầy, tốc đạn lùi mùi phần này xanh tiết xâm rạp ca châm náy đài cát lang đòi bàn bàn rùm văn tục. Ủ tì hó, lán rư mô tô rồi bỏ lục nẹ khối, trơ ca chú chú chìa đàm. Tì buồn, tốp sát ca châm nài chắc chi đòi mần bàn cung túc chìa mùn. Ca riêp châm chắc chanh thạ vi ca xâm rạp ca châm nài, bà châm thay ngay rồi bỏ lục nẹ đôi chìa xâm rạp a hà bay bếl, rồi bỏ pra con nông bà tế, tức lưỡng, sáng, xe va cam tu rơ sắp, nâng xe va chìa ba xem xỉn, vì nâng chúi lục nẹ ai xoay nơi prạc là mùi dùm nguồn. Còn ông ca riêng trong thập vi ca xâm rạp bòm rong xâm rạp đo xài. Và nhà hà này kri ở xón mực đỏ đài mạnh bàn cung túc chìa mùn. Ca chấp đàm riêng trong phai nạ ca thập vi ca. Một lúc thân xâm khăn còn ông ca riêng trong phai nạ ca thập vi ca cử dù đừng làm vì cô ca nạ ca chạy ví. Nụ cư ca chìa dìm chạy ở tích chương trầm nâu đài rớt bàn. Vì thi mùi nạ ca chấp đàm riêng trong phai nạ ca thập vi ca cứ nẹ trời cất ra riêng rộp rộp châm nô đài rớt bàn. Tùng châm nái, rùm tên bòm nô phong đài. Cả thư phương bạp ní, ác chui ai lục nẹ ác mơ đăng bì châm nô chạy lẹ rộ bò lục nẹ bì ả tế tạc cả bàn. Sống chi dìm bì nịch mơ lực tùng châm nái, nâng châm nô nông nông chất nam đài còn lộn một. Đàm bấy xoay dô lòng bì bà phúc châm nô, nâng tùm lộp nè ca trái vi rộ bò dường. Vì chỉ cả lỡ, bởi sân bởi dân ách bình nịch lỡ mũ lạ hẹt đã thư ai châm nài can lăng nửa tam chất năm rư rồi đời cá lên ni mùi. Ủa tìa hó, ca bình nịch rất khuyên tha chỉ tu tới ca châm nài lỡ phá lượng. Tại can lăng nửa đời cả đáy nửa bê đại dương pra cần há rư mà sân tựa chạy tràn. Đôi chân ế, cái bê đại lục nè chất chanh thác vi ca rư tung châm nài xâm rạp ở thốt đại châm bách. Nâng thác vi ca đã trở pra nê kri a son rủi rõ. Bê nụ lục nẹ trở dược thác vi ca mùi chùm nụn xâm rạp sân xóm đám bay rộp bọ đài lục nẹ trong bàn rư prathna hời. Kích ca đâm bôn chú bút tờ ca cốc rương thác vi ca cư ca riêp trong tung chùm nài. À với đại bị bạc nông ca riêp trong phái nè ca thác vi ca nâng ca cốc rương thác vi ca nụ cư ca cất trả. Nâng ấn kết tờ lơ ca chùm nài rộp bọ lục nẹ. Chùm nài chai chanh chì bì châm nài tiền tọt thế, châm nài thế, rư làng chó, châm nài ác thế. Tên lý cứ chìa, châm nài thế đài nẹ bà hai chi trời bình châu nông nông phai nè ca thạ vi ca xâm rạp cửa xà bàn. Cá băng rộng lộp tế rư thay chuộp xem xếng, tật lớn sáng ạ kỳ xà ní, tật xe vã tù rơ sắp nâng xe vã internet, cá băng xe vã rư bún, thay xà lá, xe vã thân y rạp rơn xa cập hiệp la nâng tế. Các thư đâm nào pra xe vã xa thê rần nát. Thả lấy nông ca chai vì các ấn ở tiền nâng bóng xong cầm cháy bất tốc luôn. Ní, cứ chỉ ca châm nai ạ thể đại nẹ cua tài rốt bánh châu nông phai nè ca thả vì ca rô bò lùng nè. Châm nay ạ hả, ca thay tôm chút chút bất tế nâng rô bò pra nông bất tế. Thả nằm sẵn cứ, nâng cáp chia bạp xem xỉn ca chút chút lán nâng sáng rô bò pra châm cài nâng ca cạch sóc. Sẽ va nông ca cho chung mùa nâng ca pra ô bộ cốp xem xỉnh ô tì hó xâm rạp kỳ lá bọt chấm riêng rư thất nạc bừng riêng rộm. Vì xâm mạng ca xem xỉnh ca cầm sàn xem xỉnh tiết đôi chìa ca bắt đón cả đầu chun khluôn rồi bỏ lục nẹ nâng cửa xa rồi bỏ lục nẹ. Bà sân ba chấm nâu là ai tờ rút cua lùi đầm làng thác vì ca khá tờ lực tung chấm nái đại trăm bạch. Bà rút vì ai thua ở dương rực khơi nhằm pi ca chấm nái đại bần thèm. Kinh lưu xâm khánh khổ nông ca cực rơn thác vị cá cứ chứa ca riêp trong phai nạ ca sân xóm nâng sân xóm xâm cháy khổ nông ca chai vị. Phai nạ ca thác vị cá nâng bằng hàng âm pi ca châm này rồi bắt lục nẹ thả tá lục nẹ còn bông chai vị lưu rư tích chương châm nô đại rớt bàn.
ប្រសិនបបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកកំពុងតែចាយលើសវានឹងជំរុញឲ្យយើងបានអង្គុយចុះពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារថាតើត្រូវសន្សំសំចៃពីកន្លែងណាមកមុនប្រសិនបានអ្នកកំពុងតែចាយក្រោមចំណូលរបស់លោកអ្នករកបានលោកអ្នកអាចនឹងសិក្សាថាតើយកលុយដែលនៅសល់ទៅសន្សំរបៀបណាសន្សំនៅផ្ទះឬដាក់ធនាគារនឹងគិតថា តើយកប្រាក់សន្សំនោះចាយលើអ្វីហើយចាយដោយរបៀបណាដែរខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើផែនការសន្សំទី1ពិនិត្យឡើងវិញលើខ្ទង់ចំណាយរបស់លោកអ្នកពិនិត្យមើលថាតើការព្យាយាមសន្សំឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយឬនៅតើអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើខ្ទង់ណាមួយទៀតដែរឬទេពិនិត្យមើលថាតើមានក្រេឌីតខាត ឬកម្ចីផ្សេងទៀតដែលមានការប្រាក់ថ្លៃដែរឬទេតើយើងអាចបង់ផ្ដាច់ឲ្យបានឆាប់នឹងស្វែងរកកន្លែងផ្សេងដែលមានការប្រាក់ល្អជាងនេះបានទេវាជារឿងដែលល្អប្រសិនបើយើងធ្វើកិច្ចការនេះជាប្រចាំបានទី2បង្កើតឲ្យមានចន្លោះបន្ថែមសម្រាប់សន្សំវាគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការដែលដកលុយមួយចំណែកមកសន្សំទុកសម្រាប់គ្រាអាសន្ន មុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមសន្សំដើម្បីទិញរបស់ដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានឧទាហរណ៍លោកអ្នកអាចកំណត់គោលដៅសន្សំតាមរយៈការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅក្នុងគណនីសន្សំមួយផ្សេងទៀតដាច់ដោយឡែកអំពីគណនីដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទុកសម្រាប់ថវិកាពេលមានអាសន្នទី3កំណត់គោលដៅនៃការសន្សំអ្វីជាគោលបំណងក្នុងការសន្សំរបស់អ្នកតើអ្នកត្រូវការថវិកាប៉ុន្មានដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់អ្នក ទី4ដាក់ការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកព្រោះការសន្សំអាចធ្វើជារៀងរហូតត្រូវប្រកាសថាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាកុំឲ្យខ្លួនមានសម្ពាធបន្ថែមទី5បើកគណនីសន្សំណាមួយដែលពុំគិតថ្លៃសេវា គណនីនេះក៏បីនៅដាច់ដាលាយពីគណនីគោលឬចំបងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់គណនីនេះសម្រាប់តែសន្សំប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចកំណត់ដោយផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ចេញពីគណនីចំបងដោយទៀងទាត់ចូលក្នុងគណនីសន្សំបាននៅពេលណាមួយដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមមានផែនការសន្សំវាគឺជាការល្អដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើវា ធ្វើរបៀបនេះអ្នកអាចនឹងយល់ច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែកណាមួយនៃការធ្វើផែនការលោកអ្នកអាចស្វែងរកការប្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញឬត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញទៅលើការគណនារបស់លោកអ្នកមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ First Finance សូមជួយចុចSubscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលនៅអត្ថបទថ្មីៗល្អៗដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ